hiền lành chất phát tới tình bao dung, sống tình cảm người yêu tin đồng tin mang chung. Đưa em vào khu ánh sống lúc chiếc bụng hai đứa đói meo, quận tư bé tí teo nhưng đồ ăn thì không thiếu, cơm gà chợ sớm chiếu hay chim cút đằng văn bơ. Chàng rapper triệu view siêu ngầu, xin mời. Vì là người nổi tiếng nên dĩ nhiên là không được trò chuyện trực tiếp. Anh đứng đi nè, anh đứng đi nè. Nếu có trò chuyện thì nói chuyện qua MC mà thôi. Bây giờ điều đầu tiên tôi sẽ giúp các bạn nè. Tôi hỏi khán giả bằng trả lời thật lòng nha. Đây có phải là người nổi tiếng hay không? Mời hỏi. Rapper vậy là anh ấy đã đi diễn là rồi. Là rapper, là người chuyên nghiệp. Đi diễn luôn rồi. Là có MV đấy. Anh làm một bài nhạc đầu tiên theo thể loại rap gì ạ? À, rap về đời sống. Cho em hỏi anh này là rapper người Bắc hay người Nam ạ? Người Nam. Sinh năm bao nhiêu ạ? Nói chung là không tiện nói bởi vì người ta sẽ biết nhiều. Bài hát gần nhất của anh này ra hồi lúc nào ạ? Gần đây. Trong năm nay không ạ? Đúng. Bài đó hit không ạ? Hit. Anh có rap chung với ca sĩ nữ không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó. Anh rapper có thích con thỏ không ạ? Có thích con thỏ không ạ? Nói gì vậy? Có. Có ẩn ý, có ẩn ý nha. Anh rapper, anh thích một con thỏ sạch sẽ hay một con thỏ bị dơ ạ? Phi hỏi, tôi biết Phi hỏi cái gì đó. Em không biết nha, em không biết hỏi gì á. Tùy lúc, trong bài hát thì khác, ngoài đời thì khác. Ồ, tuyệt vời. Câu trả lời đó làm cho tất cả những phán đoán trong đầu tôi nãy giờ hư hết nha mọi người. Cho hỏi, rapper này nhà ở quận 4 đúng không ạ? Dạ không, không phải ạ. Rồi, không phải. Còn Phi đó, cho tôi hỏi là rapper này là mập hay là béo ạ? Mập hay là béo ạ? Rapper này mập hay béo? Gầy hay là béo? Thật sự mà nói thì gầy cỡ Hoàng Phi á. Để cho em hỏi anh này cao 1m mấy hả? Cao khoảng chừng 1m7 mấy à. Anh này răng ảnh ổn không ạ? Cũng ok đó, ừ. Em và anh rapper đã từng gặp nhau chưa? Rồi. Anh rapper gặp em chưa ạ? Chưa. Rapper gặp Nguyễn Anh Tú chưa? Chưa. Anh rapper này có bạn gái chưa? À cái đó không biết ạ. Không biết là nãy giờ người ta hỏi nhiều gì anh có bực không ạ? cười thôi. Mời đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Thời gian còn lại dành cho các bạn 5 giây. 5 4 3 2 1 Vách ngang bắt đầu chạy. Chúng ta còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Và đằng sau quay. Không ai quay lại. Quay. Vì sao Phi quay lại? Tại vì thật ra nãy giờ em không đoán được cái gì hết. Mọi người hỏi quá nhiều. Em nghĩ cần một cái dòng rồi bỏ đi để lấy kinh nghiệm cho cái dòng sau nữa. Cho nên quyết định không quay lại. Cái vấn đề nãy giờ trả lời là anh Harry trả lời chứ. Có rapper đó có được quyền nói đâu. Ủa hồi nãy có anh rapper đó cho nói thiệt không anh? Khán giả này hỏi thiệt có hay không khán giả? Cái bước chân nhiều gần em lắm nha. Sao quay lại? Dạ tại em, anh nói anh chưa gặp em nhưng mà em gặp anh Điên Vâu rồi. Nên em không nghĩ. Hồi nãy anh đâu có nói. Ủa anh nói hả? Anh lừa em hả? Cho ông nói thì còn gì nữa để chơi. Chẳng lẽ đen thiệt. Chị ơi, tại sao không quay lại? Tại vì không đủ niềm tin. Không đủ niềm tin. Rapper này có phải ở quận 4 hay không là đúng anh rồi. Có thể đoán được. Ủa chỉ có đúng một câu đó thôi mà đúng. Đoán được. Chính xác. Hay quá, mấy đứa nhỏ giờ nó hay ghê. Phương Lan, tại sao không quay lại? Em dựa vào cái chịu view thôi, em chỉ đoán anh có thể là rapper nhưng mà chắc là không chịu view. Mấy đứa đến với chương trình đầy toan tính. Anh Tú, tại sao không quay lại? Không tin lắm, tại vì rapper em biết nhiều lắm mà cái anh này anh cao 1m7 mấy. Mà anh nói giọng nam nữa, mà rapper giọng nam 1m78 ít lắm. Ai nói? Chị, em nghe á, em không biết. Ai nói hả? Thì em nói á. Em rảnh mà. Rảnh mà. Rapper miền Nam thì có những có ai nổi tiếng nè, triệu view là có dễ cho dễ cho nhiều lắm. Điên Vâu nè, anh Bin nè, nhưng mà Bin cũng có Carit cũng hay trần nhiều lắm. Còn cái thông tin mà vừa rồi chúng tôi thông báo là chúng tôi tự nói chứ có ông có được quyền nói đâu. Ai chà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn không quay lại. Nếu điều này là không chính xác thì tiền sẽ ở lại bên chương trình. Em đã đoán được trong đầu là một người đó nha, có thể em quay lại có thể đúng không? Mời tất cả các bạn lực lưỡng vào trong nghỉ ngơi. Thưa quý vị, đây là những người đồng nghiệp mà quay lưng với mình. Đừng buồn nha. Ủa là không được quay lại coi luôn anh nha? Không được coi chắc chắn. Chỉ được coi vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mày không về mở TV lên coi sao hả? Trời. Mời tất cả trời ngồi xuống, không được dòm lén nha. Thông báo trước sau khi mình rap xong rồi mình nói chuyện tiếp được không ạ? Dạ được ạ. À bây giờ là được nghe hả anh? Dĩ nhiên, nghe rồi biết người ấy là ai. Dạ. Và mình sẽ đau đớn. Và nếu ai trong năm người này quay lại hay là có một mưu đồ chạy lên ôm rapper của tôi thì lập tức rời khỏi cuộc chơi.
Yeah. Ở đây coi, ở quận tư không à? Yeah, yeah. Không lòng phòng anh xin giới thiệu rất men thầm, anh sinh năm 95. Nhà anh thì ở quận tư, anh không giang hồ vừa giỏi vừa chăm. Trong khu anh sống có đường tông đảng đồ ăn gặp chàng chắc em cũng biết dễ thương hơn anh. Như em đi vào tiệm anh là điều cần thiết. 95 khác biệt tính lại được việc. Bé ngoan nhất phục tinh đục không thức thiệt. Hiền lành chất phát tính tình bao dung. Sống tình cảm người yêu tinh đồng tinh mang chung. Ta biết rồi, ta biết hắn là ai rồi. Nếu em không chứ anh nghèo, lên xe anh đèo. Đưa em vào khu anh sống, lúc chiếc bụng hai đứa đói meo. Quận tư bé tí teo, nhưng đồ ăn thì không thiếu. Cơm gà chợ sớm chiếu, hay chim cút đằng văn bơ. Hay em muốn qua ốc anh sang ăn khó lâu, rồi mình đi trắng miệng bằng kem bơ. Còn nếu nơi không kịp thở, thì anh chở gắt em qua nhà thờ. Yo. Thằng bé nó dễ thương, nó duyên dáng vậy. Còn mình, mình ngồi lại mình quay lưng để kiếm mỗi người 1 triệu ư? Đó không phải là triệu view, đó là 1 triệu đồng. Không phải vì anh em. Không anh, tại hồi nãy trước khi vô đây em lỡ uống cà phê gặp Nguyễn Anh Tú ở ngoài. Trời đất ơi. Vậy thì em hôm nay khỏi ăn luôn, giết em đi về luôn nha. Kỳ quá. Không những gặp Nguyễn Anh Tú mà còn gặp chị Phương Lan, rồi gặp trợ lý của chị Nam Thư nữa. Trời sai bét luôn. Rồi gặp anh Hoàng Phi nữa. Vậy mà anh chị nãy giờ diễn quá trời diễn luôn. Nhưng mà tại vì em nói là em đi quay trễ, cái mọi người cũng tin. Đó tin cho nên không may quay lại đó. Vậy mà chị diễn quá trời. Không, nhưng là mà... sợ là tin. Bản thân em cũng không có đoán ra được ở trên đó Quốc Khánh. Nhưng mà không, nghe giới thiệu rapper này nọ. Không, thật sự em thề là không biết Quốc Khánh thiệt. Em tưởng Khánh lên trễ mà. Thôi, đừng vì 1 triệu mà nói lung tung. Ngày hôm nay Quốc Khánh đến để vui với chương trình. Cho dù là 5 triệu, nếu là anh cũng quay lại. Vì sao? Tội nghiệp đồng nghiệp mình. Em mình mà. Mà vậy nè, một mình diễn không ai quay lại, không có khán giả coi. Trời ơi, tuổi thân nó khóc lắm. Tới đi về nó khóc 3 ngày 3 đêm. Mà ai cũng là nghệ sĩ với nhau, là cái tấm lòng của nó buồn như thế nào thì ai cũng biết hết. Vậy mà không quay lại. Vậy thì cuối cùng em có phải là chàng rapper Triệu View siêu ngầu hay không? Em là diễn viên, nhưng mà tại vì là tại cái Mê mình rap thì mình rap. Triệu View thì cũng có, nhưng mà không phải là một cái bài rap hoàn chỉnh, chỉ là vui thôi. Đó là một cái phần ngắn vài giây, mười mấy giây thôi, chứ phải là một bài rap hoặc là một MV. Nhưng mà anh cũng rất là buồn, quay lưng với em Út là anh buồn. Thôi, ngày hôm nay thì dù ai có quay lưng với em thì anh vẫn ở đây và nắm tay em, sẽ gọi là xuất hiện khi nào em cần. Hữu Anh chị. Rồi, cảm ơn em, bye bye. Bye bye mọi người, bye nha, bye. Cảm ơn mọi người. Kính thưa quý vị, như vậy là những người chơi không quay lại, mỗi người sẽ mang về 1 triệu đồng. Xin chúc mừng. Yeah. Cảm ơn Khánh, cảm ơn Khánh. Đó là không phải 1 triệu tiền thưởng nữa, đó là 1 triệu nỗi đau đã thuộc về họ. Dạ. Rồi đây, họ sẽ còn nhận nhiều nỗi đau khác. Khánh nó đến lặng lẽ rồi đi trong nước mắt.